Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay mình nói về toán lớp 6 quy đồng mẫu số. Thì thứ nhất các bạn phải biết bài quy đồng mẫu số này nằm ở phân số, được chưa? Thì ví dụ nè, 1 phần 2 thì số ở trên người ta gọi là tử số, nói gọn là tử. Ở dưới người ta gọi là mẫu số hay còn gọi là mẫu. Và nhớ mẫu khác, khác số, số 0. Thì ở lớp 6 các bạn sẽ học những cái loại phân số như sau. Thứ nhất đó là phân số âm hay còn gọi là phân số nhỏ hơn 0. Ví dụ như trừ 1 phần 2 hay là 2 phần trừ 3 là những phân số nhỏ hơn 0. Phân dạng thứ hai đó là phân số lớn hơn 0. Lớn hơn 0. Đó, được chưa ạ? Lớn hơn 0. Thì khi các bạn gặp phân số nhỏ hơn 0 thì các bạn cố gắng đưa cái mẫu về dạng, ví dụ như 2 phần trừ 3 thì các bạn đưa phân số về cái mẫu là số dương, là trừ 2 phần 3, mang cái dấu trừ lên trên, được chưa? Rồi, ví dụ về quy đồng mẫu số nè, ví dụ như trừ 1 phần 2 và 2 phần trừ 3. Thì ở đây các bạn đã học lớp 6 rồi thì các bạn không nhất thiết phải lấy hai cái mẫu này nhân lại nữa, mà các bạn dùng thứ nhất cách một nha, cách một các bạn dùng máy tính Casio, máy tính Casio tìm mẫu số chung. Thì mẫu số chung chính là bằng bội chung nhỏ nhất của các mẫu. Ví dụ như mình mang cái dấu trừ này lên trên luôn nha các bạn. Nhớ mẫu chung của 2 và 3 thì các bạn tìm bội chung của 2 và 3 các bạn, được chưa? Bằng cách bấm máy tính Casio. Các bạn nào chưa biết bấm tìm bội chung nhỏ nhất của 2, tìm bội chung nhỏ nhất thì các bạn hãy vào các bạn hãy gõ tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính Casio của thằng thầy lợi nha các bạn, thì các bạn sẽ có cách bấm nha các bạn, có cách bấm, được chưa? Tương tự ví dụ như 2 phần 7 và 1 phần 50 và 2 phần 15 cũng tương tự, các bạn tìm bội chung nhỏ nhất của 7, 50, 15, được chưa? Bằng máy tính Casio bấm bằng cách là gọi là bấm tìm bội chung bằng máy tính Casio nha các bạn, được chưa? Đó, các bạn bấm nha các bạn. Còn bạn nào chưa biết bấm thì các bạn sẽ sợ lên YouTube và các bạn bấm cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính Casio của thằng thầy lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn.